Chị thử lại máy cho khách nhá. Hồi nãy nhiều cỏ, nhiều cái ngô quá. Anh quay giúp em rồi. Rồi, anh chạy lại. Anh chạy á? Tăng ga lên anh. Tăng số 2 đấy. Nữa lên. Rồi. Em nghĩ là anh chạy cân luống đi dòng vòng lại chuẩn hơn. Đấy, đúng rồi ạ. Anh tì xuống nó sẽ bám đất sâu anh ạ. Đây là khách hàng chạy nhá. Khách hàng thì họ chưa quen. Rồi nó sẽ quen, họ đang chạy tốc độ thấp. Tí nữa thì em sẽ làm cho các bác xem nó như thế nào. Sướng lắm. Nó hơi cao thì em chỉnh nó thấp xuống nhá. Đây nó đang bị mấp mô. Cái cao bên thấp đây, bên này cao là thấp. Gà. Chết lâu rồi. Đầy giỏi. Đấy. Bây giờ nó êm rồi đấy, anh đi là nó nhẹ nhàng rồi đấy, đấy. Cái này thì nói chung là chạy ổn định. Bền với sao Việt bên em bảo hành 30 tháng nha các bác nhé. Chất lượng rất là tốt. Nhiều khách mua, em trung bình con này thì nói thật thì em trung bình ngày một con bán tận nơi cho khách, còn chưa tính là bán buôn và khách hàng người ta mua, người ta chuyển xe khách hay là chuyển phát nhanh. Còn đây em đang nói là đây là em bán em ra tận nơi đấy, kỹ thuật tận nơi là ngày trung bình em một con, tuần thì 3-4 con, 5 con. Cho khách người ta mua rất nhiều, clip ở trên YouTube là toàn clip của bên em thôi. Nói thẳng là thế, các bên khác ít lắm, khác họ có ra mấy đâu mà, có nhiều khách đâu mà. Thì em đây là thương hiệu rồi. Là nhẹ nhàng đúng không ạ? Các bác muốn máy tốt, phục vụ tận nơi, chuyên nghiệp, kỹ thuật tận tình và chu đáo thì cứ liên hệ với lại máy nông nghiệp Sao Việt bên em. Bên em thì chu đáo lắm, bác yên tâm vấn đề đấy nhé. Cỏ thì không quấn đâu, tí nữa các bác chạy một lúc nó sẽ bung ra ngay. Bởi vì con này nó có cái tấm rẫy cỏ, nó không có quấn cỏ gì cả. Em chạy ra, em chạy ra nhìn, em nhờ chạy của em, em quay của em một chút. Kệ không sao đâu. Em nhá.
ga máy êm ru luôn đấy. Thấy không? Máy chuẩn là như thế. Giảm ga đang mình đang chạy nhá. Giảm ga phát êm ru luôn. Anh quen là anh thấp được như vậy luôn. Tăng ga anh ạ. Rồi đúng rồi. Anh nhích lên một chút nó sẽ chạy. Đấy đúng rồi. Đấy anh ấn anh chì xuống là nó rất là dễ làm đấy. Hôm nay nhìn đất em làm đấy. Sâu hẳm luôn. Đấy. Như hôm qua bây giờ là em ra được 3 clip rồi, 2 clip rồi. 3 clip chứ. Đấy. Là ra được 3 clip rồi. Mỗi một khách hàng giao đi là một có một clip. Chưa tính những khách mà đến nơi là họ không cần thử. Trả tiền luôn. Về. Cái này của bác đang làm bún ngô. Đang sới lung tung. Tức là đi không theo một cái cứ tay cứ chân gì cả. Thích đi đâu mình đi đấy. Rất là rộng. Rồi bảo vừa bảo bác rồi bảo anh ấy là làm chú kia đi. Anh bảo là thôi. Cả cái này thôi. Tăng ga lên cho nó nhanh sướng. Đấy, nhàn hơn đỡ cổ đúng không ạ? Thấy bác có đi mà để bác đưa ấn bác tì xuống. Anh tì xuống này nó đi thôi. Đấy, nó tì xuống cũng đẩy. Đấy. Em giao ở Trực Ninh ạ. Ừ, Trực Ninh Nam Định. Nam Định thì nói thật là em Nam Định em giao được nhiều lắm rồi. Nam Định em giao được vài con rồi đấy. Nhiều khách nhà vườn cũng có mà trang trại cũng có mà làm nông nghiệp cũng có. Nhiều ngô, vừa nãy làm được ngô nó quấn hết rồi. Rồi dùng lại để gỡ. Đang muốn muốn làm máy tốt cứ tìm đến bên em. Đây là chạy khách hàng đang chạy có 1/4 ga đấy anh ạ. Vừa nãy là em chạy là 2/2 chạy khoảng 3/4, em chưa cho hết cỡ đâu. Thì máy mới lúc nào bên em cũng để cho khách chạy gọi là làm quen máy đã, sau đó thì mình mới chạy hết tốc. Chạy đốt đa xong đã bắt đầu mới cho chạy hết tốc độ của máy. Em là clip giao cho khách hướng dẫn và quay lại chứ không phải là clip chạy trình diễn. Chứ em mà trình diễn thì em lấy con máy nhà em đi chào đại lý chạy 3-4 tháng rồi thì thốc chỗ này thì sướng lắm. Nhưng mà mình đi giao cho khách mà mình thốc hết ga thì khách người ta cũng sót, người ta chạy đốt đa người ta cũng sót. Người ta không muốn mình chạy hết tốc, mình chạy vừa phải thôi. Thế là hết rồi đấy, chứ còn khoảng 10 phút clip thôi là cũng đã hết khoảng rồi. Khoảng 100m, 150m. Chỗ này mà xây nhà sướng. Em nói qua vì FG601S nhá. Dòng máy này là dòng máy nhập khẩu nguyên chiếc. Chất lượng từ những con ốc. Lọc gió dài. Bác nhìn lọc gió của nó dài ngoãng này. Đấy, lọc gió nó dài ngoãng này đấy. Đấy là lọc gió dài. Lọc gió này thì các bác có thể... Nó nhiều tính năng lắm.
bác có liên hệ với em số điện thoại bên trên đấy, em sẽ để hướng dẫn sẽ tỉ mỉ về cái đấy nhá. Số điện thoại em bên trên nhá, các bác cứ liên hệ số điện thoại em bên trên nhá. Giờ thì em cho nó về để nó chạy hút ra, sau đấy thì cho khách hàng người ta chạy thôi. Mày thì mày êm không? Êm du, êm lắm. Em nói chuyện điện thoại clip lên nói chuyện rất nhẹ nhàng luôn, không cần nói to đâu mà. Mày nó kêu êm lắm. Tao vẫn chưa quen. Tâm mưa rồi. Cơn giông đến rồi. Rồi anh cho nó vào kia kìa. Cho nó mát. Để đây cũng được. Bố đà đây cũng được. Rồi nhà côn ạ. Rồi nhà côn giảm hết ga. Đấy. Đấy để này. Về số cho em nhá. Đấy rất êm luôn, giảm ga cái nó êm du luôn. Anh thấy không? Khác hẳn nhờ, thấy chưa? Giảm ra cái máy nó êm du luôn, không như các máy khác. Nó rồ lên. Đây nó êm du luôn này. Êm thin thít, thin thít. À, anh chạy đốt đa xong xong anh chạy khoảng tầm khoảng khoảng một tháng máy nó còn êm nữa cơ. Ok, xin chào các bác nha. Các bác cứ liên hệ với máy nông nghiệp Sao Việt bên em. Bên em sẽ giao hàng tận nhà trong bán kính 200 km, phục vụ tận nơi luôn ạ. Và xa hơn thì bên em sẽ có cách để giao hàng cho các bác tận nhà và thu tiền tận nhà. Còn các bác muốn mua máy tốt, chuẩn, phù hợp đúng số tiền mình bỏ ra, chạy sướng, thích, bền, bảo hành lâu dài thì cứ liên hệ bên em nhé. Số điện thoại bên em bên trên nhé. Liên hệ với em, xin chào các bác ở những clip sau của những dòng máy khác sau nhé.